tuyên án phúc thẩm 3 năm tù treo cho bị cáo Đặng Thanh Bình. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng tại ngân hàng xây dựng. Ngày 10 tháng 12, sau 5 ngày xét xử và nghị án, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng tại ngân hàng xây dựng VNCB, nay là CB. Theo đó, hội đồng xét xử chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của bị cáo Đặng Thanh Bình, nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Phạm Thế Tuân, nguyên tổ phó tổ giám sát về xin hưởng án treo, Ngô Văn Thanh, nguyên thành viên tổ giám sát về xin giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Đặng Thanh Bình 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Phạm Thế Tuân, nguyên tổ phó tổ giám sát 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm. Ngô Văn Thanh, nguyên thành viên tổ giám sát 1 năm, giảm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo, tuyên phạt y án đối với các bị cáo Hà Tân Phước, nguyên tổ trưởng tổ giám sát, nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An 2 năm tù, Lê Văn Thanh, nguyên chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh Long An 2 năm 6 tháng tù cùng về tội danh như trên. Theo bản án sơ thẩm, quá trình tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín tiền thân của VNCB, bị cáo Đặng Thanh Bình là người được giao nhiệm vụ giúp thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém, đã có bút phê vào tờ trình của cơ quan thanh tra giám sát với nội dung việc kiểm tra góp vốn sẽ được thực hiện sau này, cần nghiên cứu đề xuất cách làm để đảm bảo thực hiện yêu cầu của Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Thanh Bình cho rằng bút phê này không trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua chứng cứ là bút phê nêu trên, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định bị cáo Đặng Thanh Bình đã thực hiện nhiệm vụ không đúng, chưa kịp thời, không xác định đúng trọng tâm của nhiệm vụ. Trên thực tế, kết quả điều tra truy tố xét xử các giai đoạn của vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm đã chứng minh nhóm nhà đầu tư mới do Phạm Công Danh đứng đầu không có thực lực tài chính tham gia tái cơ cấu. Bằng các thủ đoạn gian dối, Phạm Công Danh và đồng phạm đã sử dụng chính tiền giải ngân của các khoản vay của Ngân hàng Đại Tín để chứng minh năng lực tài chính. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng việc thiếu kiểm tra giám sát chỉ đạo không quyết liệt để chấm dứt tình trạng sai phạm của các bị cáo đã tạo điều kiện cho nhóm Phạm Công Danh phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cấp sơ thẩm nhận định hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cũng thừa nhận trách nhiệm và xin hội đồng xét xử xem xét thêm các tình tiết về nhân thân, thành tích công tác, thủ đoạn tinh vi của nhóm bị án Phạm Công Danh, bối cảnh khách quan của vụ án để xin được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt. Đại diện viện kiểm sát nhận định hành vi của Phan Văn Anh Vũ phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nên đề nghị mức án từ 15 năm đến 17 năm tù. Sau 2 ngày tạm nghỉ, sáng ngày 7 tháng 12, phiên xét xử Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ được tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm luận tội với các bị cáo. Theo kết quả thẩm tra công khai tại phiên tòa, các tài liệu chứng cứ có đủ kết luận Trần Phương Bình với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng thành viên Đông Á Banh đã chỉ đạo các bị cáo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Trần Phương Bình với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng thành viên Đông Á Banh đã chỉ đạo các bị cáo khác chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại trên 1.551 tỷ đồng, tổng cộng gây thiệt hại cho Đông Á Banh hơn 3.600 tỷ đồng. Những hành vi trên là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Đông Á Banh tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015 lộ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Hai bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của Đông Á Banh hơn 1.160 tỷ đồng trong việc mua 74.279.056 cổ phần DAB từ năm 2007 đến năm 2014. Để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can thực hiện chính hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống, đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB.
Để bù đắp số tiền thu khống này, Bân chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến, các bị can thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần. Về cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ và Trần Phương Bình, chiếm đoạt trên 294 tỷ đồng của Đông Á Banh. Theo đó, năm 2013, do thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ của Đông Á Banh từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen biết từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn có quyền chi phối tại Đông Á Banh. Nguồn tiền mua cổ phần Đông Á Banh gồm Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng, vay 400 tỷ đồng của Đông Á Banh. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên Đông Á Banh xuất quỹ cho Vũ và Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào Đông Á Banh để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của Đông Á Banh. Khi việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8 tháng 4 năm 2014, Trần Phương Bình chỉ đạo Đông Á Banh chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79. Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của Đông Á Banh 200 tỷ đồng tiền gốc do ký chứng từ khống và có gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này. Trong nhóm hành vi cố ý làm trái, Trần Phương Bình và đồng phạm bị truy tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Đông Á Banh các khoản tiền hơn 467 tỷ đồng trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn, 384 tỷ đồng trong việc kinh doanh ngoại hối, 611 tỷ đồng trong việc kinh doanh vàng tài khoản. Ngoài ra, Bình và đồng phạm còn gây thiệt hại 53 tỷ đồng trong việc tách toán khống một phần khoản Nguyễn Hồng Ánh vay 1.900 lượng vàng, 2,4 tỷ đồng trong việc trả lãi cho hai khoản vay của bà Nguyễn Thị Hồng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại cho Đông Á Banh 31,2 tỷ đồng trong việc Trần Phương Bình thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán Repo hơn 10,4 triệu cổ phần công ty không gian ngầm. Đối với nhóm hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ba bị can Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Tố Loan, Nguyễn Vinh Sơn thuộc Ban Kiểm soát Đông Á Banh, đại diện Viện Kiểm sát nhận định trong thời gian làm nhiệm vụ tại Ban Kiểm soát Đông Á Banh, ba bị can này đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật để cho Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và các bị can đồng phạm lạm dụng chức vụ quyền hạn và chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cho Đông Á Banh hơn 3.600 tỷ đồng. Về số tiền 13,4 triệu USD do Phan Văn Anh Vũ không biết nguồn gốc số tiền này nên không truy tố bị cáo về số tiền này, nhưng buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi hoàn số tiền này. Từ các nhận định trên có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm vào tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Phương Bình đã lôi kéo các nhân viên dưới quyền vào con đường phạm tội nên cần phải mức án nghiêm khắc để răn đe. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt cho cả hai tội là chung thân. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, 20 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 18 đến 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phan Văn Anh Vũ, 15 năm đến 17 năm về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp với bản án cũ là 23 đến 25 năm tù. Các bị cáo còn lại từ 24 đến 36 tháng tù treo tới 16 đến 18 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo Bình hơn 3.500 tỷ đồng, Nguyễn Thị Kim Xuyến liên đới bồi thường 486 tỷ đồng
Tăng Văn Anh Vũ bồi thường 13,4 triệu USD và 94 tỷ đồng cho Đông Á Banh.